thế bây giờ để động viên được thì linh hồn của nó là biện pháp ngày hôm nay cái linh hồn của động viên là cái linh hồn của động viên chính là cảm xúc chứ lại không phải là lý tính bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào nhân sự này nhân sự của tôi đủ rồi thôi thầy đừng dạy nữa nó đủ theo nghĩa là tổng số và nó đủ theo nghĩa là bốn loại nhân sự cơ cấu đủ rồi năm thằng ô xin hai thằng lãnh đạo 80 thằng lính và dân để sẵn sàng thuê 10 thằng tổng lượng công việc bên này tổng nhân sự bên này cơ cấu giáp tổng quỹ lương của tôi ít nhất mà công việc của tôi làm được nhiều nhất thầy không cần dạy nữa tôi cày suốt hai hôm nay tôi làm được rồi bây giờ trên nền tảng sắp xếp xong tổng chi phí của sơ đồ nhân sự là tôi lo được vì quỹ lương ở cái mức tôi lo được và thấp nhất đây chi phí tức là quỹ lương đấy xong mà tôi lại có một đội hình năng lực nhất năng lực theo nghĩa thế này, này. năng lực hợp lý con ô xin lương thấp lắm thằng lãnh đạo lương cao hơn bất cứ công ty apple nào cả Mày đừng mang Apple đây, tao công ty nhỏ tao trả nhiều hơn. Mặc dù tổng cái lương của tao ít nhất bởi vì tao lấy của thằng trai tao đẩy sang đây, tao không tính bình quân. Đồng thời là thằng này lương rất cao, đồng thời thằng này lương mặt hạ. Như vậy bài nhân sự nó cho chúng ta thấy với một tổng chi phí mua người ít nhất mà mình lại có một đội năng lực nhất năng lực được tính theo nhu cầu của công việc đó gọi là năng lực hợp lý thế ừ. bây giờ vấn đề còn lại của nhân sự vấn đề còn lại của nhân sự thì hôm nay phải cần chiến sâu tính xong hết rồi năng lực nó dồi dào chi phí chắc ăn nhưng mà trên nền tảng nó phải làm việc tức là hiệu suất thì hiệu suất chúng ta dùng cách chúng ta động viên và quản trị nó ở trong nhân sự nó có bốn việc sau khi tuyển nhé Hoạch định Đánh giá hiệu suất Kết nối thông tin Và bố trí môi trường làm việc Hết Em làm xong hết rồi cho nên em giữ được hiệu suất Nhưng rất tiếc là hiệu suất này á Nó lại trồi sụt Nó không phải là cái máy Cái máy công suất là 100 Nó cứ 100 nó chạy Con người lúc thì trăm lúc trăm hai Lúc này có năm chục Chưa kể có lúc thì tự nó, nó phá nó Vậy thì cái này ok, cái này ok Cái này cơ bản là ok Nhưng em muốn duy trì theo đường ấy cộng B Với A dương Luôn chạy lên cơ Thì đấy là bài hôm nay Là tôi sẽ đẩy hiệu suất liên tục Chứ tôi không để nó trôi sụt Thì nó liên quan tới động tác Thúc 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 người ta làm Và thúc thúc người ta làm Thì gọi là kỹ năng động viên Thế bây giờ để động viết được thì linh hồn của nó Là biện pháp ngày hôm nay Ngày mai là cái linh hồn của động viên là cái gì Linh hồn của động viên chính là cảm xúc Chứ lại không phải Là lý tính Cho nên ngày mai là Dùng cảm xúc cho kinh doanh Tôi sẽ cho các bạn từng gạch đầu dòng Mày chốt xong cái Là con vợ mày nó làm hàng suốt đời Vì linh hồn của động viên là từ cảm xúc mà ra Mà Mà động viên thì nó làm cho hiệu suất tăng Liên tục mà ra nó có cái rắc dây đó. Cho nên bạn không có hệ thống tư duy thì cả đời bạn không khá được. Thế sau đó nó lại có một chuyên đề lẻ. Hiệu suất của nó cao vì khoa học nhân sự mình làm tốt. Nhưng của của em là em học động viên cho nên là nó cao liên tục. Nó cao liên tục bởi vì em xoáy vào cái cảm xúc ấy. Như vậy hiệu suất là đảm bảo chắc ăn rồi. Quỹ lương là chắc ăn rồi, không cần nhiều mà lại đảm bảo được năng lực năng lực nhân với động viên thì nó bằng sức mạnh tí nữa chúng ta sẽ có đẳng thức đó năng lực mà không có động viên mà em không thích ăn cái thứ đó bây giờ vấn đề còn lại lại một chuyên đề lẻ là nó làm hiệu suất rất cao nó không phối hợp thì năng lực cá nhân rất tốt nhưng năng lực của tổ chức ấy, thì bằng không mà 4.0 thì nó cần năng lực tổ chức chứ nó không cần năng lực cá nhân thì tôi sẽ tiếp cận làm việc nhóm theo cách của tôi chứ còn các bạn đi học làm việc nhóm mà chính các bạn không hiểu làm việc nhóm để làm cái gì và mai ngày mai tôi sẽ mồi cho một cái tiền đề mày không làm việc nhóm thì mày chết này và tôi minh chứng cái đó để tôi buộc các bạn phải học và trong gia đình bạn bốn người là một nhóm Mà cái nhóm ấy nó nát Thì gia đình bốn người nhìn bốn phía rồi tội Hai giáo sư vợ chồng bói nhau như chó Vì không nhóm được Minh chứng cho ngày hôm nay là không một giải Nobel nào có tác giả là cá nhân cả Và ngày mai tôi sẽ minh chứng cho các bạn Nó mang là thí nghiệm hết Các chị ạ Một cái nhóm mà tệ hại Vì nó có phối hợp đâu Thì thua ý kiến của một người trung bình một cái nhóm hoạt động tốt thì sẽ hơn một ý kiến của một bạn trong lớp mình được nói là là người trung bình. Có ba người chắc chắn hơn các bạn. Nó thí nghiệm hết rồi. Nhưng nếu một một nhóm mà đúng thầy Dương dạy tức là nhóm súng vào chứ không phải nhóm té ra, không phải nhóm lững lờ. Nếu nhóm súng vào thì ý kiến của một nhóm xuất sắc. Các à Của một nhóm tốt ấy. Nó đúng hơn bất cứ một thằng bác học nào ngày nay cho nên giải nobel không có cá nhân ở đây các bạn ạ khi các bạn có niềm tin đó thì các bạn mới học và các bạn mới làm không một thằng nào mà có thể mạnh hơn một nhóm xuất sắc hiện nay cả cho nên là không có một tác giả nào các ạ à, từ nhóm vaccine phát sinh ra mà ngày nay là một cá nhân cả vì thời cuộc nó thay đổi đến mức như vậy còn ngày xưa thì nó khác cạnh tranh nó thấp lắm cho nên phát minh ra đèn điện Động cơ diesel đều từ cá nhân cả Bây giờ còn lâu Tất cả những kẻ nổi tiếng nhất Không bao giờ thắng được một nhóm Nếu nhóm đó đúng nghĩa của nhóm đấy Thì lúc đó nó có một cái chương trình Phần mềm Nó nằm ở đây Là làm việc nhóm Còn người ta làm việc nhóm Người, người ta gọi để cho nó vui Xong dạy kỹ năng để ra cái điều Nhưng các bạn có làm không Tôi dạy xong các bạn bắt buộc phải làm Vì các bạn làm sao các bạn thấy lợi thế ghi lắm Đấy nhưng nhóm đó là nhóm nào và thành tố nào và tôi lập nhóm với một thằng tôi đã lập rất nhiều lần rồi nhưng người Việt Nam mình không có tác phong cho nên tôi đành lập một cá nhân tôi là một nhóm và lần này thì tôi lập được với nhóm với thằng trọng rõ ràng nếu tôi vừa với nó thì sức mạnh tôi được nhân bội còn nó thì tôi cứu nó cả đời luôn chứ không còn là sức mạnh đấy hiện thân của vấn đề nó nằm ở đó rất rõ ràng nhưng bây giờ mình đi từ từ đừng nôn nóng nhé chúng ta đang giả định bài nhân sự cho chúng ta phát thảo cả bốn và lương với cả năng lực là em tuyển bằng cơ bóc của em không cần chuyên sâu xong. xong nhưng vấn đề là sau khi xong rồi thì hiệu suất làm sao mà đạt được cái mình muốn và thứ hai là luôn luôn có hiệu suất chứ thỉnh thoảng mới có thì, thì đứt các bạn ạ à? vậy thì nó liên quan tới kỹ năng động viên của bài ngày hôm nay Thế bây giờ để động viên được Thì hóa ra linh hồn nguyên nhân động viên Nó từ cảm xúc mà ra Thì các bạn mới hiểu tại sao tôi lấy tiêu đề cuốn sách Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công Vì bạn không quản trị được nó Thì nó phá bạn cỡ nào bạn cũng thua Bao nhiêu bài về nhân sự Cuối cùng thua hết cả cái thằng này Vậy thì bây giờ áp dụng cho gia đình Một đời người ấy cố gắng Để cho tốc độ thay thế con vợ ít nhất có thể cái gì vòng quay cũng cần cao Riêng nhân sự vòng quay cần thấp Chuyện đời mày Hai ba vòng quay đời vợ Mày tưởng mày ngon à Mày chết đi con à Đời mày chỉ cần có con chung thôi Mày chết xuống nó đào mổ lên Để nó chia tài sản Cả cả đời mày không ai nó thờ nó Thằng nào nghĩ là bố thằng kia chứ không phải bố thằng Cho nên mày để vòng quay nhân sự mà lên tới hai vòng thì đời mày chỉ có mặt Tôi nói thật Đằng này 3 4 vòng động viên người ta. Các bạn ạ. À. Trường doanh nhân PR